16 năm. Ta đã đợi huynh 16 năm rồi. Huynh còn muốn ta đợi huynh tới bao giờ? Mua về đi, đừng đợi ta nữa. Cả đời này ta chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp võ lâm của ta mà thôi. Trúc sống trăm năm, chỉ nở qua một lần. Hoa tàn, trúc tử. Ta hận huynh. Đa tình từ cổ năng di hận, chỉ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hay cho câu hoa tàn trúc tử. Vì nàng ấy ta bỏ cả võ lâm. Còn ngươi, vì võ lâm mà bỏ rơi nàng ấy. Hôm nay có ta thì không có ngươi. Trên thế gian này, cửa ai khó khăn nhất chính là ái tình. Ai? Ai đã gây ra chuyện này? Mùi sẽ trả thù cho huynh. Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt? Sư huynh muội không cố ý đâu. Được, chị muội sẽ đi theo huynh. Cuối cùng ta vẫn không có được nàng. Trong võ lâm này ta còn gì lưu luyến nữa. Tụi bay làm việc chạy xong chưa? Dạ tụi con làm xong rồi ạ. À, xong rồi tụ tập ở đây làm gì? Dạ tụi con chơi diễn tuồng nhập vai. Diễn tuồng? Coi tụi bay diễn tuồng vậy. Thích kiếm hiệp, thích nhập vai đúng không? Tao chỉ cho cái này hay lắm. Cái gì không? Nè, thích kiếm hiệp, thích nhập vai thì vào võ lâm truyền kỳ một bộ bài. Nhìn hấp dẫn gì không? Ừ, hình như cái này có điện thoại mới chơi được nè. Ừ, vậy em mua điện thoại cho tụi con chơi nha. Võ lâm truyền kỳ một mobile tải ngay tại App Store và Google Play.